Việt Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện Nam tại nghe về danh Cô xin chào tất cả các em Để tiếp tục với chuỗi kiến thức của bài số 2 Thơ văn Nguyễn Du Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đi thực hành đọc hiểu văn bản Anh hùng tiếng đã gọi rằng trích truyện kiều của tác giả Nguyễn Du Không để các em phải chờ lâu, chúng ta hãy cùng đi vào nội dung Trước tiên là phần đọc và tìm hiểu chung sau đây, kèm hãy lắng nghe cô đọc mẫu văn bản này nhé. Nàng từ ân oán rạch ròi, bể oan giường đã vơi vơi cạnh lòng. Ta ân lại trước từ công, chút thân bổ liễu còn mong có rầy. Trộm nhờ sấm chép ra tay, tức riêng như cất, gánh đầy đổ đi. Chạm xương chép dạ xiết chi, dễ đem gan óc, đèn nghì trời mây. Từ rằng quốc sĩ xưa nay, chọn người chi kỷ một ngày được chăng anh hùng tiếng đã gọi rằng giữa đường dẫu thấy bất bằng bà tha huống chi việc cũng việc nhà lọ là thâm tạ mới là tri ân xót nàng cùng chút xăm thân bấy nay kẻ việt người tần cách xa sao cho muôn dặm một nhà cho người thấy mặt là ta cam lòng vội truyền sửa tiệc quân trung muôn binh nghìn tướng hội đồng tẩy oan thừa cơ chúc trẻ mái tan, binh uy từ đấy sấm gian trong ngoài, triều đình riêng một ngóc trời, gồm hai văn võ rạch đôi sơn hà, đòi cơn gió quét mưa xa, huyện thành đạp đổ, năm tòa cõi nam, phong trần mài một lưỡi gươm, những loài giá áo túi cơm giá gì, nghênh ngang một cõi biên thùy, thiếu gì cô quả, thiếu gì bá vương, trước cờ ai dám tranh cường, năm năm hùng cứ một phương hải tần. Sau khi chúng ta đã cùng nhau đi đọc văn bản, tiếp theo chúng ta cùng chuyển đến phần tìm hiểu chung. Đầu tiên là về vị trí của đoạn trích, thì văn bản mà Kem được đọc trong sách giáo khoa là đoạn trích từ câu 2419 đến câu 2450 thuộc phần 2, gia biến và lưu lạc trong truyện Kiều. Về chủ đề thì đoạn trích đã thể hiện chủ đề của tác phẩm truyện Kiều, đó chính là thực trạng xã hội vô nhân đạo và số phận con người sống trong xã hội ấy, giữa xã hội đầy bất công vẫn còn tồn tại những người mang trí anh hùng. Về bố cục của bài, Kem có thể chia làm hai phần như sau. Phần thứ nhất là 18 câu đầu, nội dung của phần 1 chính là cuộc trò chuyện của Kiều và Từ Hải sau cuộc đền ơn báo oán. Và phần số 2 là 14 câu còn lại, nó chính là vẻ đẹp của người anh hùng Từ Hải. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu phần số 2, đó chính là phần đọc hiểu văn bản. Chúng ta cùng đi vào nội dung đầu tiên, đó chính là cuộc trò chuyện của Kiều và Từ Hải sau cuộc đền ơn báo oán. Các quan sát vào nội dung trong sách giáo khoa, cụ thể là 8 câu thơ đầu. Đây chính là lời của Kiều. Và trong cái phần này, chúng ta thấy được hành động được thể hiện đó chính là lạnh. Lại ở đây nó là một cái hành động tất yếu của một người yếu thế vừa được giúp đỡ để có thể lấy lại công bằng. Và cái lệ này của Kiều vừa thể hiện sự biết ơn chân thành, sâu sắc của Kiều với Từ Hải chính là một ân nhân của nàng. Đồng thời thì chúng ta thấy nó còn được thể hiện thông qua cách xưng hô, Kiều tự nhận mình là thân bồ liễu lại chỉ là một chút, gọi từ hải là từ công. Điều này cho thấy được cái sự mong manh, yếu đuối và cũng là cách để Kiều đề cao sức mạnh tài năng của từ hải một cách khéo léo và tinh tế. Thông qua đây, chúng ta thấy rằng cái ân tình của Từ Hải thì Kiều đã khắc cốt ghi tâm, nhớ ơn mãi như khắc vào xương tủy, cho dù có phải đánh đổi tất cả cũng báo đáp nghĩa cao cả như trời mây của Từ. Và thông qua đây, chúng ta cũng nhận thấy được vẻ đẹp của nàng Kiều. Đây là một người phụ nữ ân oán rõ ràng, có ân trả ân, có oán báo oán, là một người thông minh, khéo léo và sắc sảo trong cả suy nghĩ, lời nói và cả hành động. Tiếp theo, các em để ý đến 10 câu thơ tiếp của phần số 1. Đây chính là lời của Từ Hải. Ở đây thì các em cần phải thấy được cái lý do những cái hành động của Từ Hải. Đầu tiên, Từ Hải là một quốc sĩ, là người có tiếng tăm, có quyền thế, là một người anh hùng và cái hành động mà giúp người yếu thế đòi lại công bằng là một điều tất yếu nên làm. Đồng thời thì Từ cũng coi Kiều là chi kỷ, là người một nhà. Cái việc mà Kiều cũng là việc của chàng Hơn nữa từ còn cảm kích tấm lòng và sự thủy chung mà Kiều dành cho chàng Suốt từng ấy năm khi mà chàng chinh chiến lập công danh Qua đây chúng ta thấy được Từ Hải là một người trí nghĩa Thấu hiểu được cái nỗi đau riêng và cái ước mong của nàng Kiều Chúng ta cùng đến với phần số 2 Đó là vẻ đẹp của người anh hùng Từ Hải Kem quan sát 14 câu thơ sau ở trong văn bản và tìm cho cô những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ thể hiện lý tưởng, lời nói, hành động và kỳ tích của nhân vật Từ Hải. Cô cảm ơn câu trả lời của tất cả các em học sinh. Trước tiên về lý tưởng thì Từ Hải không thể dung tha bất bằng tội ác ở đời, thể hiện thông qua hai câu thơ: Anh hùng tiếng đã gọi rằng giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha. Cái câu nói này nó vang lên một cách đĩnh đạc, hào hùng, thể hiện một cái lý tưởng anh hùng tuyệt đẹp như một cái lời tuyên chiến với cái ác và cái bất công ở đời. Về lời nói thì Từ Hải đã tự coi mình là quốc sĩ, lại gọi mình là anh hùng. Đây là một cái lời chứng thực, chứng minh, đanh thép, ngang tàng, ngang nhiên và thách thức. Về hành động thì hành động của Từ Hải mang cái sức mạnh phi thường, nó thể hiện thông qua những cái động từ như là che, dạch quét, đạt qua những hình ảnh mang sức mạnh của thiên nhiên, những hình ảnh mang vẻ đẹp sử thi như là trúc trẻ ngói tan, sấm gian trong ngoài, gió quét mưa xa. Và thông qua 14 câu thơ cuối, chúng ta còn thấy được cái kỳ tích của nhân vật này, đó được dựng lên bằng những hình ảnh mang tầm vóc non sông vũ trụ, ví dụ như là góc trời, là sơn hà, là biên thùy, là hải tần. Thể hiện thông qua hai câu thơ, triều đình riêng một góc trời, gồm hai văn võ sạch đôi sơn hà qua đó chúng ta thấy được từ hải là một người oai phong lẫm liệt như một anh hùng thần thoại một dũng sĩ trong thử sử thi và hiện lên trong cái hào quang chiến trận lừng lẫy trong những cái chiến công sau khi chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu nội dung của văn bản tiếp theo chúng ta cùng đến với phần tổng kết trước tiên là về nội dung đoạn trích anh hùng tiếng đã gọi rằng ca ngợi lý tưởng anh hùng thông qua nhân vật từ hải một con người trí tình trí nghĩa sống và chiến đấu vì lý tưởng và lẽ công bằng khát vọng tự do của thời đại thông qua đó thể hiện khát vọng tự do ước mơ công lý của nguyễn du đồng thời thì nhân vật từ hải cũng là một khám phá đầy sáng tạo của nguyễn du từ một hảo hán trong kim vân kiều truyện trở thành một anh hùng đích thực trong truyện kiều về mặt nghệ thuật thì các em cần phải chú ý ba nghệ thuật nổi bật ở trong văn bản như sau đầu tiên chính là bút pháp lý tưởng hóa nhân vật thứ hai là việc sử dụng nhiều từ ngữ hán việt và cuối cùng là nghệ thuật ước lệ tượng trưng và phần cuối cùng của bài đó chính là phần củng cố và mở rộng cô có một bài tập đặt ra cho các em như sau So sánh nghệ thuật miêu tả nhân vật ở các đoạn trích, anh hùng tiếng đã gọi rằng và trao duyên. Với câu hỏi này, các em cần phải vận dụng kiến thức mà chúng ta đã được đọc hiểu ở hai đoạn trích của truyện Kiều, đó là anh hùng tiếng đã gọi rằng và trao duyên. Để thấy được cái sự khác nhau và cái điểm chung giữa cái nghệ thuật miêu tả nhân vật trong hai đoạn trích này. Và cô gợi ý cho em cách trả lời câu hỏi trên như sau. Đầu tiên là trong đoạn trích trao duyên thì Nguyễn Du đã tạo nên cái nhịp điệu của tâm trạng của những cái nỗi đau đớn trong suy nghĩ của Kiều khi trao duyên. Bên cạnh đó thì các biện pháp ẩn dụ, điệp từ, vận dụng nhuần nhuyễn các thành ngữ đã xây dựng thành công lên diễn biến tâm lý phức tạp, răng xé đau khổ của Kiều qua những cái lời độc thoại nội tâm đầy khéo léo. Còn trong trích đoạn, anh Hùng Tiếng đã gọi rằng Nguyễn Du đã dùng bút pháp lãng mạn hóa, lý tưởng hóa và sử dụng những cái từ Hán Việt, những cái từ ngữ mang tính ước lệ sùng cổ để có thể tô đậm cái cốt cách, cái tầm vóc phi thường của nhân vật Từ Hải và khắc họa thành công một cái hình tượng con người mang tầm vóc vũ trụ kỳ vĩ. Như vậy thì buổi học ngày hôm nay, cô đã hướng dẫn và đồng hành cùng các em trong tiết thực hành đọc hiểu văn bản anh Hùng Tiếng đã gọi rằng của tác giả Nguyễn Du. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong những bài giảng tiếp theo khóa học về sách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt